ngày 9 tháng 9, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Trung Nghĩa, sinh năm 1981, là tổ trưởng tổ quản lý trật tự đô thị xã Xuân Thế Đông, huyện Hóc Môn, Phan Ngọc Sơn, sinh năm 1983, là tổ viên để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Trước đó, từ thông tin tố giác của người dân, Công an huyện Hóc Môn bắt quả tang Nghĩa, Sơn có hành vi nhận tiền hối lộ từ các tiểu thương vi phạm ở khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Qua điều tra xác định, lợi dụng việc quản lý trật tự đô thị, kiểm tra, thu giữ xe, hàng hóa của tiểu thương vi phạm, Nghĩa và Sơn trao đổi riêng với người vi phạm để ra giá trả tang vật vi phạm sớm so với quy định. Mỗi một trường hợp vi phạm, Nghĩa và Sơn thu từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng. Tính từ tháng 10 năm 2021 đến nay, Nghĩa và Sơn đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.